Xin chào tất cả các bạn, đây là bản tin đặc biệt đến từ mạng xã hội Kết Oan, mình là Quốc Giang. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong số đầu tiên ngày hôm nay. Và thông tin đầu tiên mình đưa ra đó là mạng xã hội Kết Oan đã thay đổi số tổng đài từ 1900-1294 thành 1900-2096. Các bạn hãy nhớ nhé, hãy gọi điện đến số 1900-2096 để được mạng xã hội Kết Oan tư vấn tốt nhất. Thông tin thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là mới đây mạng xã hội Kết Oan đã update thêm một chức năng mới, chức năng chia sẻ hình ảnh lên trên tường Facebook. Điều thú vị là bạn sẽ được tặng 1.000 xu, nhưng mà chỉ một lần duy nhất thôi nhé. Có rất nhiều bạn đã thắc mắc trên fanpage của mạng xã hội Big One rằng: "Ác ơi, làm sao mình để có tiền chơi game Big One bây giờ? Làm sao để có tiền mà không phải nạp thẻ?" Và bạn có rất nhiều những thắc mắc tương tự như vậy. Hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc dành cho các bạn. Có rất nhiều cách để cho các bạn được tặng xu hàng ngày mà không phải nạp thẻ. Hãy vào trang chính của game bài Big One. Bạn sẽ thấy ở góc phía tay phải có biểu tượng Free Su. Bạn hãy click vào đó. Và chúng ta sẽ vào trong trang thưởng su miễn phí. Ở đây bạn sẽ thấy có rất nhiều cách để bạn được thưởng su miễn phí hàng ngày. Như mời bạn bè lên Facebook, mỗi lời mời bạn sẽ được 2.000 xu. Chia sẻ Big One lên tường Facebook bạn được cộng 1.000 xu. Chia sẻ link tải Big One bạn sẽ được cộng 50.000 xu mỗi lượt tải. Hay vòng quay may mắn, chia sẻ fanpage được cộng 1.000 xu, like fanpage được cộng 1.000 xu, bình chọn 5 sao vào Google cộng trong Big One bạn sẽ được cộng 1.000 xu, hay là chia sẻ trang mạng Google cộng của Big One. Nào, hãy cùng mình vào khám phá nào. Trong mạng xã hội Big One không chỉ là những trò chơi rất hấp dẫn mà có những chuyên mục giải trí rất là thú vị. Hãy cùng mình đi khám phá chuyên mục giải trí với những blogger tiêu biểu và những câu chuyện rất cảm động của họ nhé. Trong blog của bạn Như Hảo Online 2092 có tâm sự về chuyện người như này. Tình yêu là gì? Các bác sĩ cho rằng tình yêu là căn bệnh cần chữa trị, bệnh nhân bằng chế độ nằm giường. Nhà vật lý lại sẽ gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế, phải gọi là tình yêu hoạt động. Theo các nhà cơ học, sao lại gọi tình yêu là hoạt động được khi mà tổ hợp lý chính cũng đương nhiên phải gọi là tình yêu là nghệ thuật. Nhà nghiên cứu nghệ thuật, sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem, phải nói tình yêu là trò gian lận. Luật gia, sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn, phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất. Nhà doanh nghiệp, sao gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng, phải nói tình yêu là khoa học. Còn các bạn biết giáo sư nói gì không? Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được, còn tôi thì không?